Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Tại phiên tòa xét xử ngày hôm nay, 21 tháng 9, trả lời trước tòa, bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận không bị truy tố oan. Song bản thân bị cáo Hằng cũng cho rằng bản thân cũng bị xúc phạm nhiều. Việc bà bị giam 18 tháng là cái giá quá đắt nên không đồng ý xin lỗi. Theo cập nhật từ báo VN Express, cụ thể phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đài Nam cùng 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân diễn ra với phần xét hỏi. Là người đầu tiên bị gọi lên thẩm vấn, bà Hằng thừa nhận là người thực hiện 57 buổi livestream có nội dung vi phạm, xúc phạm người khác như cáo trạng truy tố. Bị cáo nói từng tổ chức nhiều buổi livestream để thực hiện các talk show về nhiều chủ đề nên việc này là hoạt động bình thường của mình. Bà Hằng bị cáo buộc đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội livestream phát ngôn mang nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của ca sĩ Vion, Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Hoài Linh và chồng ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Hằng Ni, nhà báo Đức Hiển. Nói về nội dung thông tin trên các buổi livestream, bà Hằng khai rằng bản thân mình lấy thông tin trên mạng và một số bài báo. Tuy nhiên, nhiều nội dung chưa được bà kiểm chứng, bà cũng không biết là đúng hay sai. Bên cạnh đó, nói về sự tham gia của bị cáo Đặng Anh Quân, tiến sĩ, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trong 11 buổi, bà Hằng giải thích do ông Quân lúc đó cũng đang mâu thuẫn với bà Hằng Ni về một số điều nên cũng đã muốn bày tỏ quan điểm. Nhắc đến liên đới giữa ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng trong các buổi phát trực tiếp của mình, bà Hằng nói thêm, ông Dũng biết vợ tổ chức các buổi livestream, nhưng thời điểm đó cả hai ít sống chung vì ông Dũng bận nhiều việc trên nhà máy. Hơn nữa, mặc dù có được ông Dũng khuyên ngăn, nhưng bà Hằng không nghe vì cho rằng bản thân mình không làm gì sai. Bên cạnh đó, bà Hằng phân trần thêm, việc bản thân mình không kiềm chế được lời nói là vì bị nhiều người xúc phạm nên bức xúc. Tuy nhiên, cáo trạng chưa nói rõ được động cơ vì sao bị cáo lại làm như vậy. Ý kiến về cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát, bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng cáo trạng truy tố bà không oan sai nhưng chưa thể hiện bản chất câu chuyện, nguyên nhân dẫn đến việc bà vi phạm pháp luật, ghi nhận của báo Tuổi Trẻ Online. Việc livestream diễn ra thường xuyên trong mùa dịch với ý định ban đầu chỉ hát hò, giải trí. Trong đó, 57 buổi livestream bị cáo buộc vi phạm cũng được thực hiện với sự giúp sức của ba trợ lý. Về việc mời tiến sĩ Đặng Anh Quân, bà Hằng cho biết, do biết được ông Quân cũng có xích mích với Đặng Thị Hàn Ni nên mời ông Quân tham gia 11 buổi livestream. Theo hội đồng xét xử, cáo trạng xác định ông Quân là người cổ vũ tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, trong buổi livestream ngày 24 tháng 12 năm 2021, ông Quân đã phát ngôn có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nghệ sĩ Hoài Linh. Ý kiến về việc này, bà Hằng cho rằng Hoài Linh là đồng phạm với Võ Hoàng Yên, cũng là đồng phạm lừa đảo công chúng thông qua việc chữa bệnh mang tính chất tâm linh. Mà bà cũng là bị hại nên bà livestream để cảnh báo người dân. Bà Hằng cho biết, quá trình bà livestream, chồng bà là ông Huỳnh Uy Dũng không tham gia do ông Dũng thường xuyên không có ở nhà. Bà Hằng cho biết, quá trình bà livestream, ông Huỳnh Uy Dũng có can thiệp nhưng bà không đồng ý vì cho rằng bản thân không làm gì sai. Về những nội dung livestream, bà Hằng cho rằng có thông tin không có căn cứ nhưng cũng có những thông tin bà phát ngôn theo thông tin báo chí đăng. Bị cáo không kiềm chế được cảm xúc. Một mình bị cáo là phụ nữ lại bị hàng chục người sỉ nhục, chà đạp nên bị cáo bị kích động dẫn đến phạm tội. Bị cáo không thấy cáo trạng oan sai nhưng chưa làm rõ động cơ thúc đẩy việc bị cáo phạm tội. Bà Hằng xúc động nói. Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cáo trạng cũng thể hiện bà Nguyễn Phương Hằng có đơn tố cáo một số cá nhân về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Các cá nhân bị bà Hằng tố cáo gồm ông Trần Văn Sĩ, luật sư Trần Văn Sĩ, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Trang, người mẫu Trang Trần, bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Hàn Ni, bà Đinh Thị Lan và những người đăng ký, quản lý, sử dụng của các tài khoản Facebook tên Đàm Ngọc Tuyên, Huỳnh Ngọc Thiên Hương, Sớm Nhiều Chuyện, Giác Tình Nhân, Maria Trần, Đinh Thu Hiền, Vô Thường, Đinh Lan và các tài khoản YouTube có tên Kim Mao TV Hoàng Ngọc, Hot News, Happy Media,
biên niên tiểu sử, Lan Đinh. Đối với việc này, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra, xác định làm rõ để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, nhà chức trách còn xác định các chủ kênh YouTube gồm Phạm Hoàng Khang, 29 tuổi, chủ kênh YouTube Lang Thang Đường Phố, Huỳnh Tấn Lợi, 31 tuổi, chủ kênh YouTube Vlog Trúc Ngân, Võ Minh Điền, 37 tuổi, chủ kênh YouTube Điền Võ, Ngũ Lùng, 39 tuổi, chủ kênh YouTube Bánh Mì Đây, Nguyễn Việt Anh, 37 tuổi, chủ kênh YouTube Chuyện Đời Thường, Nguyễn Văn Việt, 28 tuổi, chủ kênh YouTube Trai Đồng Bằng, là những người có hành vi vi phạm nhưng chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh chuyển thông tin, tài liệu liên quan đến cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền. Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sử dụng 12 kênh mạng xã hội livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự nhiều cá nhân như ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ông Nguyễn Đức Hiển, nhà báo Đức Hiển, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên, cùng chồng là Lê Công Vinh. Trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai thác thông tin phát ngôn khi livestream và đăng tải trên Facebook về các cá nhân nêu trên do bà đọc trên mạng, chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh. Sáng nay 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do các bị cáo Nguyễn Phương Hằng, Đặng Anh Quân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Huỳnh Công Tân và Lê Thị Thu Hà thực hiện. Theo ghi nhận của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 6 giờ xe chở phạm nhân có mặt tại tòa, bà Nguyễn Phương Hằng được dẫn giải tới tòa với quần đen, áo sơ mi trắng. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan của vụ án như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh có mặt tại tòa. Sau phần thủ tục đầu phiên xử, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản cáo trạng đối với 5 bị cáo. Theo cáo trạng, từ tháng 3 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội phát sóng trực tiếp livestream để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vy Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển, nhà báo và bà Trương Thị Việt Hà. Theo đó, xuất phát từ việc bà Hằng cho rằng ông Võ Nguyễn Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên, người bị bà Hằng tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng khi yêu cầu ông Linh cùng lên tiếng về hành vi lừa đảo của ông Yên, thì ông Linh im lặng. Đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Hằng cho rằng bà Oanh đã đăng một bài viết trên trang Facebook tên Vy Oanh. Ở phần bình luận, bà Oanh trả lời một tài khoản Facebook khác có nội dung móc máy, xỉa sói việc bà Hằng ủng hộ đất để làm từ thiện chống dịch Covid-19. Với bà Đặng Thị Hàn Ni, bà Hằng cho rằng bà Ni đã nhiều lần phát ngôn trên mạng xã hội xúc phạm bà, chống phá công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện hàng hữu của Hằng. Với ông Nguyễn Đức Hiển, bà Hằng cho rằng do ông Hiển đã trả lời phỏng vấn trên kênh VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam và đăng các bài viết trên Facebook, YouTube có thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến quyền lợi của bà và công ty cổ phần Đại Nam. Với vợ chồng Lê Công Vinh, Trần Thị Thủy Tiên, bà Hằng cho rằng hai người này đã hoạt động từ thiện không minh bạch, ăn chặn tiền từ thiện của dân. Đối với ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Hằng cho rằng ông Hưng đã lên mạng xã hội phát ngôn xúc phạm bà. Với bà Đinh Thị Lan, bà Hằng cho rằng bà Lan có các phát ngôn trên mạng xã hội vu khống, xuyên tạc sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của bà. Hội đồng xét xử bắt đầu xét hỏi bà Phương Hằng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.